có Yakult, nhẹ bụng, ngon miệng, tết súp vầy. Và đây sẽ là một cái thử thách nhỏ nhỏ thôi để biết rằng là bọn em có tự tin với những cái hiểu biết của mình về phim truyền hình trong những năm vừa qua hay không. Mọi người có thấy tự tin không? Tự tin. Kể tên bốn nhân vật cảnh sát và bốn nhân vật phản diện trong phim Biệt Diệu Đen. Bảo Anh, Huỳnh Anh. Nhân vật. Nhân vật. Trời ơi, nhiều lắm anh ơi. Đạt. Vương Long, Cường Đạt, Tuấn Cảnh. Điều. Rốc. Chèo. Cha. Nhạc đỏ. Tây Nguyên và rốc gần như là một đấy. Thường các ca khúc Tây Nguyên thì là thường hát rốc được luôn. Ví dụ như ly cà phê như muốn nói cùng em điều gì. Cứ 11:30 đêm mà chúng ta sẽ có mặt tại xóm tôi với cả Duy Nam gần nhau. Thì đến xóm tôi là anh em mình viết đêm. Học xóm anh em sẽ cố gắng hết sức và dù khó khăn như nào cũng sẽ phải vượt qua. Với cái sự quyết tâm cao nhất. Và đội chúng tôi sẽ được mang tên Gót Hồng Lên. Non nướng hiu tình ba miền xinh đẹp quá. Từ những câu hò ý nhàng thành bài ca. Ngày vui Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm vắng bóng thời xưa. Bà sáu phố phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội lim. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Đến Huế rồi thương dòng sông Hương, đường qua Ví Gia chờ đồng ba ngư bình, thăm lăng di tích thăm thiên hồ, tổng thể chầm vai nghiêng nón qua trường tiên. Đêm trăng buồn trên biển vẫn lâu, ngâm câu mái đầy dòng mãi nghe thảm sâu. Bên mi chứ bên nữa ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai hoang xuống miền lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách bốn phương đến rồi không nỡ đi. Thành phố xa hoa suốt từ ba thế kỷ qua, giang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn họ ngập diễn đông. Giang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn họ ngập diễn đông. Alo, ban tổ chức tuyên bố bị lạc đề. À anh ơi, cô Lan Hương Bông ngay kia, nhưng cô Lan Hương Bông trông không vui. Em quay sang Thanh Hương trông vui hơn. Đâu, Thanh Hương xong xuôi đang ăn cơm trong kia. Nhưng sao cô Lan Hương Bông không vui? Hay do anh Trung Anh chê giao lưu không hay? Không, theo anh xem giao lưu, xem gala, xem hoa xuân ca trên VTV3 hay như nhau. Em xem đi, cô Lan Hương Bông, cô anh Trinh, anh Trung Anh, cô Thanh Quy đang vui tươi cười như hoa. Này, mình làm đề bài về truyền hình mà lời bài này toàn lời bình thường. Bài vừa rồi là phần nào? Bài vừa rồi mình làm là phần chào đầu. Giờ thì phần vào đề mình làm gì? Từ đừng bồn chồn, giờ mình làm phần vào đề. Làm gì thì làm thầy Bùi Bài Bình cười nhiều vào. Thầy Bùi Bài Bình vừa về nhà rồi. Giờ thì còn toàn là người nhà. Còn toàn là người nhà thì giờ mình vào bài.